Theo lấy quả cho ra đĩa cho Min nào, Theo. Nhiều rồi. Theo. Nhiều rồi. Đấy, cái này Min này. Đấy, để trong bịch kia để lại. Trong bịch kia để con ăn. Ăn với Min luôn. Ăn luôn. Ai dạ. Min ơi, về đây ăn này, về đĩa này ăn này. Đây này. Đây này. Ê, trèo giỏi kia. Đu à? Con xuống nó nè, em sợ nó nè. Rơi. Đây, xuống đây nè. Đến tiếp đi. Kệ nào. Anh Hoàng. Đây, cho anh Hoàng đi nè. Con dịch vào kia kìa. Ăn gần như đấy. Con ăn. Con ăn cả nhãn nữa kìa. Con ăn với con Min à? Ở gần nó luôn này. Hấp. Ba quay đi. Bóc quả cho Min quả một quả nhãn thế nào? Bóc vỏ ra. Này, cho một quả này, anh cho một quả này. Tay bóc á. Tay bóc này, nó bóc vỏ ra. Bóc vỏ à? Bóc vỏ cho Min à? Cầm lấy à? Còn hấp á. Chiều mới đi. Ăn cơm chưa xong, ngủ chưa, xong kia mới đi. Hả? Ăn cơm chưa xong, xong rồi ngủ chưa, xong rồi kia mới đi. Đúng rồi, đi sớm mới được chứ. Rồi đi á. Thì đi sớm, ngủ một tí là đi. Ngủ một tí là đi. Đi nhanh, 1 giờ, 12 giờ hơn là đã đi rồi. Không được đi tầm đâu, đi làm. 1 giờ đi rồi. Đi xe máy nhỉ. Bóc cho Min quả nữa xem. Bóc cho ba quay. Bóc cho quả nhỏ nhỏ. Bóc quả nhãn á, thấy. Nhãn ơi, lấy cái quả đó. Hai tay bóc. Bóc lấy vỏ ra. Nè, lúc nào ba bảo được rồi thì được. Nè cho nó ăn. Nè lấy cho nè. Min ơi. Min ơi. Lấy cái vỏ ra. Này, vỏ ra. Ngồi xuống ăn với con Min này. Ba quay được thôi với vậy. Nhanh quay. Ê. Ngày mai đi học ra hàng nghỉ. Mai nghỉ? Mai thứ bảy rồi mà. Hôm nay thứ gì mà đi học? Hôm nay thứ sáu. Quả này con rửa chưa? Mai 20 rồi, 24 là cũng về rồi. Bây giờ thứ gì đây? Thứ bảy đúng không? Ba ơi, mai con Dung về á? 24 mới về, mai này 20. Min đi đâu đấy, ăn quả tiếp này. Mai 24. Ngày mai là 20. Còn 4 ngày nữa. Ta có Dung về. Đúng không? Lấy đồ ăn đi cho nó này. Để đây cũng được. Thích trèo. Đừng kéo, ngã em. Kệ. Đừng kéo xe xuống nhá. Để em trèo. Đi trèo luôn à?
Mình biết trèo chứ, trèo giỏi luôn đấy. Nó trèo cái gì chứ, sao nó trèo lên cây đu đủ nữa sau này ấy. Không đâu, nó trèo, trèo lên đâu. Nó trèo lên mà, cho nó trèo lên cho xem đấy. Trèo cao ngã đấy nhỉ. Ngã là đâu đấy. Ba có biết trèo không, trèo ngã đâu gì. Này ba không biết trèo đâu, chỉ trèo giỏi hơn. Nè, nó dẫm lên tay của dẫm lên chân rồi. Đừng cứ nghịch, kéo xe nhá. Cho Minh trèo nghịch. Minh thích trèo. Cứ lên ở gần ấy, cho nó trèo. Trèo lên lại trèo xuống, trèo lên lại trèo xuống kìa. Trèo lên tiếp đi nhỉ. Lên tiếp này, lên tiếp, lên tiếp xong cho quả lần sau là thế này nó làm cho ngay nữa. Trèo bao tiếp này. Minh no rồi, ăn quả xong no rồi nhỉ. Minh không ăn quả nữa rồi. Tìm gì Minh? Nó là trèo cây kia, nó lên trèo xuống đấy. Đấy, đây này, nó ngửi xem cái gì cơ. Quay lại. Cái kia là cái cân cú. Không, cái súng. Cái cân cú. Cân cú là súng. Ừ, cái cân cú này. Trèo lên đó, đường đường đây. Đu ấy. Thích không? Trèo lên đường đường. Không nhảy lên được đâu. Nhảy lên kìa, à, sắp lên rồi kìa. Ôi, chân. Con đừng đụng cây nhá. Okay. Để em trèo. Cho nó xem này, cho nó trèo này. Ấy ơi, nó dẻo giỏi chưa? Ấy da. Tìm gì đấy Min? Đừng kéo. Không kéo ạ. Em đau. Mặc áo hay sao? Ấy da. Ba khí đấy, ba khí. Đấy ra đấy. Tìm áo. Ấy da. Nó giờ niêng tém rồi nó. Nhả hạt ra cho mình nhá. Ừ nữa, ừ thế này. Đừng nhắm lên gần Min, em đau. Thích nhảy như khỉ á? Nhảy như khỉ. Thích nhảy như em Min á? Mình cho nó trèo cây, cho nó trèo cây kia. Trèo ơi. Trèo lên. Cho nó trèo lên đi. Ấy, nhắm chân Min. Lên đi, cho nó lên đi. Min ơi, lên đây. Lên đi. Min ơi, lên đây. Mình sẽ nghe ghép của con xong luôn. Thế à? Không, cho nó lên này, trèo lên trên kia. Nó trèo lên, trèo đẹp đẹp này, xem đẹp đẹp này. Thôi cho trên, trèo lên đi. Đánh nhà trèo cho nó trèo lên đấy nhỉ. Con gà kêu à? Con biết trèo rồi. Con bé thức tiếng này không còn đèo ra. Tránh cho nó trèo kìa. Trèo lên đây, trèo lên đây à. Đây, đây. Đã nào. No, no.
không treo được mà mình treo mà. Lên nó lại xuống. Lên tiếp đi, lên tiếp đi. À, mình nghịch dép của con này. Mình còn nghịch dép của con không thôi. Lên đi để tránh cho. Con cũng đi bốn chân à. Mình so mặt con phải không? Đừng có tranh đồ chơi Min này, con lớn hơn mà. Nhắm em Min nhá. Đừng kéo chó, em con chó đâu em. Con này Min lại làm định nhảy ngã tiếp này.